Xin chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh Tâm sự cùng mèo Rippy. Hiện tại ở chỗ mèo trời đang mưa gió bão bùng, cho nên mèo không có thể nào mà ra ngoài vườn cuốc đất làm vườn quay lại cho tất cả các bạn cùng xem. Thì ở ngoài cũng được, bây giờ ở nhà ngồi nói chuyện với các bạn nha. Thì bình thường những cái lúc mà rảnh rỗi không có làm vườn thì mèo làm công chuyện, mà ngồi làm công chuyện ra thì mèo xem phim nè, rồi học tiếng Anh nè, rồi lướt Facebook nè, nói chung là làm đủ thứ trên điện thoại đó. Và cái video ngày hôm nay nó cũng liên quan tới cái điện thoại, và cụ thể là liên quan tới cái app tiếng Anh. Mèo nghĩ mình học tiếng Anh, mình đọc truyện một mình thì cũng hơi buồn. Mấy mình lấy cái điện thoại ra, mình đọc, mình quay lại cho các bạn cùng xem ha. Rồi sau khi đọc xong câu chuyện thì mèo sẽ chia sẻ những cái bí quyết mà mèo học tiếng Anh cho các bạn cùng tham khảo nha. Biết đâu thì giúp được ai đó. Rồi thì mèo ngồi đây, mèo đọc câu chuyện đầu tiên trước, rồi sau đó mèo sẽ chia sẻ sau nha. Rồi mèo né qua bên để mèo chèn một cái đoạn mà quay màn hình của cái điện thoại này vào cho các bạn cùng xem nha. Rồi các bạn, cái app mà mèo muốn giới thiệu với các bạn đó chính là cái app Duolingo, cái mà có hình con cú màu xanh. Cái app này nè các bạn đó. Cái này thì mèo thấy cái app nó hay, mèo giới thiệu với các bạn nha, chứ không phải là mèo quảng cáo cho người ta. Không có ông nào rảnh bỏ tiền ra nhờ một cái kênh không tới ngàn sức đi quảng cáo đâu các bạn. Mèo thấy hay mèo chia sẻ nha. Thì cái app này nó có những cái bài học như thế này nè, các bạn có thể luyện tập tự học ha. Thì mèo học cũng được mớ rồi các bạn, học không có nhiều cho lắm. Cái này thật ra thì mèo học khoảng cỡ hơn một năm rồi, nhưng mà có một số ngày mèo bận, có một số ngày mèo không có siêu, mèo làm biếng, mèo không học, cho nên nó trừ cái số chuỗi ngày này nè đó, nó trừ số chuỗi ngày đây. Chứ mấy hồi cũng có cái chuỗi nó dài tới gần 100 ngày vậy đó, mà nó trừ hết bây giờ còn 43 ngày. Thôi kệ nó đi. Thì đầu tiên cái bí quyết mà mèo muốn chia sẻ với các bạn đó chính là kiên trì, ngày nào cũng phải học hết đó các bạn. Chỉ cần bạn ngừng vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng, tùy cái mức độ, cái level của các bạn. Cái level bạn càng cao thì bạn nghỉ lâu thì cũng ít ảnh hưởng, nhưng mà bạn level bạn thấp bạn nghỉ khoảng cỡ một tuần ba đã mà quên hơi bị nhiều luôn đó. Cho nên bí quyết là học kiên trì. Cái tiếng Việt thật ra nó khó hơn tiếng Anh rất là nhiều, nhưng mà tại sao bạn nói rất là lưu loát, sử dụng rất là thành thạo? Bởi vì ngày nào bạn cũng sử dụng tiếng Việt, bạn sử dụng thường xuyên. Không tin bạn ngày nào cũng nói tiếng Anh đi, ba đó một thời gian bạn cho tiếng Anh không ai bằng luôn đó. Rồi bây giờ mèo sẽ đọc cái câu chuyện bác sĩ Andy nha. Cái câu chuyện mà cuốn hộ chiếu thì mèo đã đọc rồi. Dr. Andy có nghĩa là bác sĩ Andy. Mèo đọc rồi, mèo mới biết là những cái câu chuyện này là câu chuyện ngắn, nó luyện cho mình vừa nghe vừa hiểu, vừa tập nói luôn. Rồi bây giờ mèo bắt đầu nha, nãy giờ nói hơi bị nhiều rồi đó. Eddie is at the supermarket, có nghĩa là Eddie đang ở trong cái siêu thị. A woman starts talking to Eddie, có nghĩa là một người phụ nữ bắt đầu nói chuyện với Eddie. Một người phụ nữ mới bắt chuyện với Eddie ở trong siêu thị, đúng hay không? Thì tất nhiên chọn đúng rồi, mèo hiếu mà. Rồi chính xác thấy chưa, nó cho mình bài tập để mà mình học đó các bạn. Hello, mèo không cần dịch các bạn cũng hiểu nó nói là gì mà. Xin chào. Oh, hello. Are you a doctor? Are you a doctor? Bạn có phải là một bác sĩ hay không? What? Me? What? Me? Cái gì? Tôi? Yes, I am a doctor. Yes, I am a doctor. Vâng, tôi là một bác sĩ. Good, tốt. Eddie is not a doctor. Eddie not a doctor. Nhắc vào những gì bạn nghe, mèo đã nghe được là Eddie is not a doctor. I have a lot of money. I have a lot of money.
tôi có nhiều tiền. Ủa, hỏi ông là phải bác sĩ hay không? Tự nhiên ông trả lời tôi có nhiều tiền. Ông này nhiều chuyện lắm các bạn. Thôi bỏ đi. I live in a big house. Tôi sống trong một cái nhà lớn. I have expensive pants. I have a expensive pants. Okay, but bà này bà hỏi ông có phải là bác sĩ hay không, ông khuê nhà khuê xe khuê các kiểu. Rồi cái cô gái này cô nói ok được rồi, nhưng mà a man needs a doctor now. A man needs a doctor now. Một người đàn ông đang cần một bác sĩ ngay bây giờ. Ngay bây giờ, chọn từ có nghĩa bây giờ. Ngay bây giờ có nghĩa là từ now. Mèo ơi, trời ơi, cái con mèo nó con này nó phá này các bạn. He is near the milk. He is near the milk. Anh ấy đang ở cạnh cái quầy sữa. Please help the man. He is very sick. Please help the man. He is very sick. Làm ơn giúp người đàn ông, anh ấy rất là đau. Người phụ nữ nhờ AD giúp một người đàn ông đang bị ốm. Rồi bây giờ lòi ra ông này là bác sĩ da đó các bạn. Các bạn để ý cho này nè, AD is not a doctor. AD không phải là một bác sĩ. Eddie sees a woman. He runs and talks to her. Eddie sees a woman. He runs and talks to her. Eddie nói một người phụ nữ. Anh ấy chạy đến và nói với cô ấy. Hello, are you a doctor? Hello, are you a doctor? Xin chào, bạn có phải là bác sĩ hay không? Bây giờ lòi ra cái bệnh xạo của ông rồi đó các bạn. Cái này là kinh nghiệm ra ngoài đường cái là mình lại gì nói cái đó không phải là nói không phải nha. Xạo cái này mắc mặt lắm các bạn. Eddie làm gì? Đưa người đàn ông đến bệnh viện. Khắp vì làm đau sữa tìm một bác sĩ thật để giúp đỡ người đàn ông. Rồi, chính xác. Rồi, bây giờ nhắm nghe nói lộn nhắm vào các cặp từ. Rồi, quần pen how ngôi nhà help giúp đỡ. Đâu giúp đỡ đâu, là giúp người phụ nữ woman, nhưng mà but. Rồi, ok. Rồi xong cái câu chuyện đầu tiên rồi đó các bạn. Và mèo cũng chia sẻ bí quyết đầu tiên của mèo. Đó chính là kiên trì nha. Có thể một ngày các bạn học một ít lâu dần mới trầm thấm lâu mà. Ít như vậy các bạn cũng hiểu sơ sơ. Rồi xong câu chuyện. Bây giờ mèo đọc câu chuyện thứ hai nha. A new coat. A new coat. Một cái áo khoác mới. A woman talks to Vikram in a store. A woman talks to Vikram in a store. Một người phụ nữ nói với Vikram ở trong một cái cửa hàng. Hello. Hello. Hi. Hi. Hai người chào nhau đó các bạn. Một người phụ nữ đã chào tạm biệt Vikram, không phải. Do you work here? Do you work here? Bạn làm việc ở đây phải không? Good. I need help. Good. I need help. Tốt. Tôi cần giúp đỡ. Ông này ông có nói là ông có làm ở đó. Ông kêu tôi ông chưa nói nhưng mà bà này good. Tốt. Tôi cần sự giúp đỡ. Giúp đỡ có nghĩa là need có nghĩa là cần. Mình bấm lộn. Help. I need a new coat. Tôi cần một chiếc áo khoác mới. Do you like the red coat? Do you like the red coat? Bạn có thích chiếc áo khoác màu đó không? Đúng rồi. Bạn có thích chiếc áo khoác màu đó hay không? Áo khoác màu đó, red coat. Or do you like the brown coat? Or do you like the brown coat? Hay bạn thích chiếc áo khoác màu nâu? Ok.
brown coat is nice and cheap. So brown coat is nice and cheap. À, chiếc áo khoác màu nâu thì tốt và rẻ. Nice cũng có nghĩa là tốt và đẹp nó rồi đó các bạn. But the red coat is very beautiful. Nhưng mà chiếc áo khoác màu đó rất là đẹp. Chiếc cơm thay chiếc áo khoác màu đó rất đẹp. And it is warm. And it is warm. À, và nó thì warm có nghĩa là nhìn. Và nó còn ấm nữa. Đó, ví dụ như mình không hiểu cái nghĩa thì mình có thể bấm vào trong đó. Nó sẽ dịch cho mình nha. And it is warm. Nó còn ấm nữa. It is perfect for you. It is perfect for you. Nó rất là hoàn hảo dành cho bạn. Okay, I want the red coat. Okay, I want the red coat. Vâng, tôi muốn chiếc áo khoác màu đó. Thank you. You are good at your job. Thank you. You are good at your job. Cảm ơn, bạn rất là tốt trong công việc của bạn. Người phụ nữ nghĩ rằng Wickham đang làm tốt công việc của anh ấy. Chiếc áo khoác đó rất xấu, Wickham nên tìm một công việc khác thì hơn. Cái đầu tiên, tất nhiên là Wickham làm tốt công việc của anh ấy rồi. Where do I pay for the coat? Where do I pay for the coat? À, tôi thanh toán chiếc áo khoác nằm ở chỗ nào? I do not know. I do not know. Tôi không có biết. Bây giờ lòi ra là ông là không phải nhân viên rồi đó các bạn. I do not work here. Tôi không có làm việc ở đây. Bây giờ ông mới nói thiệt là ông không có làm việc ở đây. Từ đó tới cuối là cái người phụ nữ hiểu lầm ông thôi các bạn. À, chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ tướng Vikram là nhân viên bán hàng. Người phụ nữ giúp Vikram chọn mua mũ. Người phụ nữ giao việc bán hàng cho Vikram. Tất nhiên là cái đầu tiên rồi. Rồi, bây giờ nó cũng giống như cái bài trước. Bây giờ mình bấm vào những cái cặp từ nha. Chip có nghĩa là rỉ này. Rỉ đâu? Đây. À, biết. Biết là no. Đẹp là beautiful. Thích là lie. Nói chuyện là talk. Rồi, xong câu chuyện thứ hai. Rồi, mèo chia sẻ cái bí quyết thứ hai đó chính là đừng có sợ sai. À, ví dụ nha. À, trong một cái câu á, cú pháp có thể các bạn đã sai một chút xíu, bữa sau các bạn rút kinh nghiệm, các bạn làm lại. Chứ đừng có sợ sai rồi không làm thì nó cũng không, mèo cũng biết nói sao, chứ mà mình học, mình cố gắng mình hoàn thiện đi. Ví dụ ngày hôm nay sai thì ngày hôm sau các bạn khắc phục cái lỗi sai đó. Ví dụ nha, mèo nói một câu tiếng Việt mà phát âm tầm bạn bè, bạn chó còn một ổ bánh mì. Ví dụ như các bạn phát âm tầm bài bạn, người Việt mình vẫn hiểu là bán cho con một ổ bánh mì chẳng hạn đi. Vẫn hiểu mà. Mình cố gắng mình phát âm cho đúng hơn chút xíu là được rồi, người ta nghe vẫn hiểu chứ không sao hết á. Mèo trước cái mèo cũng có gặp một cái anh người nước ngoài mà mèo nói tầm bài tầm bè, ông cứ thử ông hả, mà mèo nói một đổi thì ông cũng hiểu. Đó là kỷ niệm lần đầu tiên mèo nói chuyện với một cái ông người nước ngoài. Mèo mua giúp ông cái hộp cơm thôi các bạn. Ông qua Việt Nam mà ông không biết tiếng Việt. Rồi bây giờ mèo đọc tiếp câu chuyện nha. Rồi bây giờ mẹ đọc cái câu chuyện thứ ba, đó chính là học sinh mới. The new student. The new student. À, học sinh mới. Cái con mèo nó cứ nằm ở đùi nó kêu luôn à các bạn. Nó đây nè. Anh xuống thì nó cứ nằm ở đùi mèo, mèo ngoài đâu là nó theo đó. Rồi bây giờ đang nói chuyện nên anh không nói chuyện mèo nha. Zari and Lily are sitting together on the school bus. Jerry and Lily are sitting together on the school bus. Jerry và Lily đang ngồi cạnh nhau ở trên một cái chiếc xe buýt của trường. Jerry và Lily đang đứng chờ xe buýt. Không đúng. Lily, there is a new student in our class. Lily, there is a new student in our class. Lily, có một học sinh mới đang ở trong lớp của chúng ta. His name is Miguel.
Việt Nam is Miguel. Tên của anh ấy là Miguel. Miguel, huh? Miguel hả? He is from Mexico. He is from Mexico. Anh ấy đến từ Mexico. His father writes books. His father writes books. À, bố của anh ấy viết sách. Very interesting. Very interesting. À, rất là tuyệt vời. Interesting. Thú vị. À, mèo nhầm. Thú vị. Interesting, thú vị mà mèo nhớ lộn. Không sao. Mèo nghi ngờ nên mèo mới bấm vào trong đó thử. Mèo không sợ sai, sai một chút cũng sao. Không sao, rút kinh nghiệm là sao. Mình nhớ cái từ đó. He speaks three languages. Anh ấy nói tới ba cái ngôn ngữ luôn. Wow, người gì mà giỏi thế nhỉ? Oh, he is intelligent. Oh, he is intelligent gì? Oh, he is intelligent. He is intelligent. À, anh ấy rất là thông minh. Từ này có nghĩa là thông minh đúng không ta? Đúng rồi. Thông minh. Intelligent and tall, and he has beautiful. Mèo cũng không có giỏi tiếng Anh lắm đâu các bạn. Mèo quay cái cánh này là mèo vừa học vừa chia sẻ những cái gì mà mèo biết thôi nha. Chứ không phải là mèo dạy tiếng Anh các bạn nha. Đừng có cười mèo. Không sao, ai cười thì cứ cười. Intelligent and tall, and he has beautiful. Intelligent and tall, and he has beautiful. Thông minh nè, cao ráo nè, và anh ấy rất là đẹp trai. Trời ơi, khen quá trời. Nhìn vào biết bà này bà thích rồi. Yes. Yeah, đúng rồi. Beautiful shoes. Beautiful shoes. Một cái đôi giày đẹp. Sorry, Miguel is sitting behind you. Jerry, Miguel is sitting behind you. Jerry, Miguel đang ngồi sau lưng của bạn kìa. Wow, nãy giờ khen anh chàng đẹp trai quá trời, ai gì anh đẹp trai ngồi sau lưng á. Chọn từ có nghĩa là đằng sau, behind. What? What? Cái gì? Rồi bây giờ bật cho độ mắt cỏ rồi đó các bạn. Hi Miguel. Hi Miguel. Hi Lily, how are you? Hi Lily, how are you? Chào Lily, bạn cảm thấy như thế nào? I am good, thanks. I am good, thanks. Tôi cảm thấy tốt, ổn. Cảm ơn. Miguel, this is my friend, sorry. Miguel, this is my friend Jerry. Miguel, đây là bạn của tôi, tên là Jerry. She likes your shoes. She likes your shoes. Cô ấy thích đôi giày của bạn. Oh, hi, Miguel. Hi, Miguel. Bây giờ các bạn, Jerry đây, bà đang bật cái đồ ngượng ngùng đó các bạn. Jerry không nhận ra rằng Miguel ngồi ở phía đằng sau. Hàng lập bài cả. Tất nhiên cái đầu tiên vào mấy cái sau nóng liên quan gì hết. Rồi, có. Là chỗ nào ta? Đây. Sitting, đang ngồi. Both sides, student, học sinh mới, new. Rồi, xong. Rồi, bây giờ mèo chia sẻ cái bí quyết thứ ba. Nãy mèo nghĩ ra mà mèo quên mất tiêu. Bí quyết thứ ba đó chính là cố gắng đọc theo những cái gì mà mình nghe. Ví dụ như bạn đang xem phim chẳng hạn đi, bạn nghe cái gì bạn cố gắng bạn nhét theo. Mình đọc trước đi, nghe xem những cái bộ phim. Mình không cần thiết là mình gồng mình lên mình phải dịch hết cái bộ phim đâu. Nghe được cái câu gì thì mình nghe câu đó. Rồi đọc những câu chuyện ngắn như mèo chẳng hạn đi. Ở trên mạng rất là nhiều, các bạn thử tập đọc đi. Câu chuyện ngắn mà các bạn đọc còn không được thì đòi đọc câu chuyện dài cái gì ha. Cố gắng tập dịch những cái đơn giản, cái ngắn, bắt đầu dở rồi chừng sau nâng cấp khó lên nha. Rồi từ từ nó sẽ tiến bộ thôi. Mèo cũng không có giỏi lắm đâu, mèo biết cái gì thì mèo chia sẻ cái đó với các bạn. Rồi cái video này cũng khá là dài, mèo đọc 3 câu chuyện thôi, chứ đọc hết như này mèo không biết cái video nó dài tới mức cỡ nào nữa. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.